Chịu anh, chịu anh. Em mới biết được con monkey này chị ạ. Chị có giúp em sống hả con này được không? Em muốn chụp thật là đẹp, sang xịn mịn. Ok. Em muốn có đèn RGB. Em muốn chụp thật mờ ảo mà lại rõ nét. Đơn giản. Nhìn nó như này thôi thì em muốn trong ảnh nó phải to như cái chuối này. Đi. Hôm nay thì mình sẽ dùng chiếc Reno 7 4G để có thể chụp ảnh em này. Và với chiếc Reno này thì mình đặc biệt rất là ưng camera của em nó, bởi vì nó có cái AI xử lý ảnh rất là thông minh, chụp ảnh lên cực ảo mà vẫn sắc nét với độ phân giải lên tới là 64 chấm liền cơ. Chế độ quay chụp cơ bản máy nào cũng có đi, thì ở trên chiếc máy này nó còn có một chế độ khá là đặc biệt mà hồi xưa mọi người có thể thấy ở trên chiếc máy là Faix 3 Pro. Đó chính là chế độ kính hiển vi. Đó. Và đây chúng ta sẽ, như mọi người có thấy nhá, mình bật kính hiển vi lên là cái viền sáng ở đây nó sẽ hiện ra này. Sau đó thì mình sẽ dí sát vào vật thể mà mình muốn chụp. Đó, và chúng ta có thể nhìn thấy những cái bụi với những cái chi tiết nhỏ li ti mà mắt thường bình thường mình sẽ không nhìn thấy được. Thi thoảng thì mình đổi gió một chút và thử những cái chế độ như thế này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ rất là thú vị. Và mọi người ạ, thật ra là ở đây mình không sử dụng đến camera trước để chụp ảnh mô hình này. Tuy nhiên thì mình vừa mới phát hiện ra là nó chụp đẹp quá, ảo quá, cho nên là mình bây giờ phải bắt buộc quảng cáo cho mọi người một chút ít thôi nhá. Với camera trước này thì nó sẽ có độ phân giải là 32 chấm, kèm theo là có cảm biến của Sony, vì thế cho nên là chụp ảnh nó rất là sắc nét mà mình chụp lên ảo đến nỗi mình cũng không nhận ra chính mình luôn đấy. Cho nên bây giờ mình sẽ show cho mọi người luôn nhá. Dậy đi ông em ơi, dậy đi. Ừ, chú ơi, có đầu môi gan, chị à? Ảnh của em đâu nhỉ? Đây này, xem đi. Ui, đẹp quá. Chị còn khuyến mãi cho chú em thêm một đoạn intro nữa cơ. Chị ơi, ảnh đẹp thật đấy chị ạ, em cảm ơn chị nhiều nhá. Thôi em về đây, em chào chị. Trông nó bé bé hơn mà nó phải to cái tầm cây chuối này.